Đố mọi người là hồng treo gió ở Đà Lạt có bao nhiêu loại nè? Đố vậy đó chứ mình cũng không có biết hết đâu. Vì có rất nhiều loại hồng tươi có thể dùng để treo gió như là trái hồng trứng lóc nè, hồng trứng đầu bằng, hồng trứng lửa, hồng vuông đồng. Bạn nào mà còn biết loại nào thì có thể bổ sung phía dưới giúp mình nha. Còn về các cái loại hồng treo gió thành phẩm thì sẽ có 4 cấp độ như sau. Để cho dễ hiểu thì mình tạm thời dùng cái thời gian treo để mà diễn giải cho mọi người dễ hình dung nha. Cái này chỉ là tương đối thôi. Một trái hồng treo gió đủ chuẩn và đúng vị từ xưa đến nay thì sẽ được treo gió tầm 4 tuần. Mật bên trong sẽ sánh dẻo và có độ khô đúng chuẩn. Độ khô này thì vẫn đảm bảo được độ dẻo mà một trái hồng treo gió phải có. Và độ khô này nó cũng giúp cho trái hồng được bảo quản lâu hơn ở nhiệt độ thường. Tiếp đến là những trái hồng kem. Những trái hồng này thì có thời gian treo ngắn hơn và được phân theo các cấp độ sau. Kem non là hồng treo cỡ 1 tuần. Kem già là treo cỡ 2 tuần, kem dẻo thì treo cỡ 3 tuần. Những trái hồng kem này thì phần mật bên trong nó còn tươi, ướt và màu của nó cũng sáng hơn cái loại hồng khô. Tuy nhiên hồng kem thì nó sẽ nặng cân hơn, vì vậy nó sẽ ít trái và thời gian bảo quản cũng sẽ ngắn hơn và đặc biệt là phải bảo quản lạnh nha. Mỗi loại hồng treo đều có vị ngon riêng. Nếu người lớn tuổi thích vị ngọt đậm đà của trái hồng khô ăn cùng với một chút trà nóng ha, thì người trẻ lại thích sự tươi mát, ướt át của trái hồng kem. Tùy theo khẩu vị, sở thích đó mà mình thấy sản phẩm hồng treo gió ở Đà Lạt á, ngày càng đa dạng để phục vụ được nhiều người hơn. Do là hồng kem non, kem già, không có chất bảo quản nên là mình không có giao xa được. Nhưng mà nếu các bạn có thích ăn hồng kem dẻo, hồng khô thì có thể nhấp vào giỏ hàng ở góc trái màn hình của mình nha. Thử ăn một trái hồng treo gió đi, bạn sẽ thêm yêu những đặc sản của Đà Lạt đó.